Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách ghép ảnh người vào trong cảnh vật, cảnh đẹp như sau. Thì anh chị thấy như trên video, đây là một cái tấm ảnh ghép giữa một cô gái và một cái cảnh ở ngoài bờ biển rất là đẹp. Đây cũng vậy. Thì anh chị xem đây là cái ảnh gốc. Đây là cái ảnh gốc. Còn đây á là những cái cảnh mà em ghép vô. Anh chị thấy đây là những cái cảnh ghép vô thì nó rất là đơn giản. Thì để làm được điều này á, thì anh chị có thể làm theo cách sau đây. Anh chị thấy em còn ghép cô gái này vào với cái tháp Eiffel nữa. Cái cách làm thì rất là đơn giản. Trên điện thoại á, thì anh chị chỉ cần tải giúp em ứng dụng 2 bit này về trên máy là anh chị có thể sử dụng được. Ứng dụng này có thể sử dụng trên iPhone, iPad và tất cả các điện thoại Android cũng như là máy tính bảng luôn. Ưu tiên những chiếc điện thoại có cấu hình cao thì nó sẽ sửa ra tấm ảnh đẹp hơn, nhanh chị. Đầu tiên á thì mình mở ứng dụng 2 bit lên để em thoát ứng dụng chạy ngầm, sau đó em mở ứng dụng 2 bit. Thì khi mà mở ứng dụng 2 bit lên á, anh chị nhớ đồng ý và cho phép hết tất cả những yêu cầu của ứng dụng. Sau đó thì mình bấm vào trong chữ nhập. Anh chị chọn vào chữ nhập ở đây. Cái việc đầu tiên á là anh chị chọn cái tấm ảnh mà anh chị cần ghép vào trong cảnh. Thì đây là cái tấm ảnh gốc. Nó xung quanh nó có hoa, có lá, vân vân. Thì anh chị chọn một tấm ảnh mà cần ghép trước. Lúc này á, anh chị ở dưới này nè, ở dưới những cái dòng chữ ở bên dưới, anh chị kéo qua. Anh chị bấm vào trong một tách nền. Anh chị thấy cái chữ tách nền thì anh chị bấm vô. Lúc này anh chị bấm vào trong cái chữ tự động chọn. Anh chị chọn vào chữ đồng ý. Sau khi nó bôi nền xanh hoặc là nền vàng như thế này thì anh chị bấm vào cái dấu tích ở đây. Ở đây ở dưới cùng bên tay phải có cái dấu tích, anh chị bấm vào đây. Anh chị nhớ làm theo hướng dẫn. Và sau đó ở trên cùng bên tay phải có cái dấu mũi tên tải về, anh chị bấm vào. Lúc này thì nó đã tải về cái tấm ảnh này trong bộ sưu tập. Bây giờ thì mình có thể mở cái bộ sưu tập lên để mình xem cái tấm ảnh mà anh chị vừa tách ra. Đây là cái tấm ảnh mà anh chị vừa tách ra như thế này. Thì anh chị tiếp tục làm như sau. Trên ứng dụng 2bit thì đang ở cái giao diện này nè, anh chị bấm trở về cũng được. Còn nếu mà anh chị muốn nhanh thì ở trên cùng bên tay phải anh chị bấm vào ngôi nhà. Và lúc này mình lại bấm vào chữ nhập. Bây giờ thì anh chị chọn một cái ảnh mà anh chị cần ghép vào cái người vào. Thì anh chị chọn một cái phong cảnh đẹp trước. Anh chị nên nhớ là chọn một phong cảnh đẹp trước. Chẳng hạn như em chọn cái phong cảnh này. Em chọn cái phong cảnh này để em ghép cái mặt của cô gái kia vào. Thì ở đây khi mà anh chị chọn một tấm ảnh trước như thế này, ở dưới cùng á thì anh chị kéo những cái dòng chữ ở bên dưới cùng. Anh chị kéo qua. Anh chị kéo đến cuối cùng, anh chị sẽ thấy một cái chữ gọi là nhập ảnh. Anh chị chọn cái ảnh. Và lúc này anh chị chọn cái ảnh vừa tách nền xong, anh chị chọn vào đây. Sau đó anh chị chọn vào trong cái dấu tích ở dưới cùng bên tay phải, cái dấu tích này anh chị chọn vào. Lúc này thì mình có thể căn chỉnh cái tấm hình cô gái này, hoặc là cái gương mặt của anh chị, hoặc là tấm hình của anh chị. Anh chị có thể zoom nhỏ lại, anh chị có thể phóng to ra, tùy thích nha anh chị. Và anh chị căn chỉnh sao cho phù hợp. Sau khi anh chị căn chỉnh phù hợp rồi thì anh chị chỉ cần bấm cái nút tải về ở trên cùng ở đây, nghĩa là mình lưu lại, thì anh chị bấm vào đây. Lúc này á thì anh chị thấy là mình đã có một cái tấm ảnh vừa chỉnh xong như thế này. Thật sự là rất là đẹp nha anh chị. Anh chị có thể nhìn trong video này không đẹp, nhưng ở bên ngoài anh chị ghép rất là đẹp. Những cái cảnh đẹp này thì anh chị có thể lên trên Google, anh chị tìm kiếm thì anh chị thấy tấm ảnh nào anh chị yêu thích thì anh chị tải về. Và một ví dụ nữa, trong ứng dụng 2bit này nè,
thì khi mà anh chị bấm vào ngôi nhà, anh chị quay lại để sửa nhanh, thì ở đây á, anh chị bấm vào chữ nhập. Chữ nhập này chẳng hạn như ở đây nó có nguyên một cái bờ biển to như thế này, thì anh chị muốn ghép hình lúc nãy vào thì anh chị cứ kéo qua cuối cùng cái dòng chữ bên dưới, anh chị lại chọn nhập ảnh, và anh chị chọn một cái tấm ảnh mà anh chị tách nền lúc nãy. Lúc này anh chị bấm vào dấu tích ở dưới cùng bên phải. Bây giờ thì anh chị có thể căn chỉnh cái tấm này như thế này. Anh chị kéo sao mà anh chị thấy đẹp là được. Mỗi người có mỗi con mắt thẩm mỹ riêng, nên là đây là cái cách hướng dẫn cơ bản. Còn cái vấn đề mà ghép sao cho đẹp thì đấy là về năng khiếu của mỗi người. Nên anh chị chắc chắn là sẽ ghép đẹp hơn em rồi. Em chỉ hướng dẫn cho anh chị dùng thôi. Bây giờ thì mình lại bấm cái nút lưu lại ở đây, thì anh chị thấy là nó sẽ cho ra những cái bức ảnh rất là đẹp luôn. Anh chị có càng nhiều cảnh đẹp thì anh chị càng ghép vào được rất là nhiều những cái bức ảnh đẹp khác nhau. Nó sẽ cho ra những cái bức ảnh vô cùng tuyệt vời như thế này. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị cách làm hiệu ứng. Hiệu ứng là sao? Thì trong ứng dụng 2bit này nè, khi mà anh chị nhập ảnh lên á, khi mà anh chị nhập ảnh, anh chị bấm nhập và anh chị nhập một tấm ảnh lên, thì trong tấm ảnh này nè, nó sẽ có một cái gọi là bộ lọc. Thì ở đây anh chị thấy, ở đây nó sẽ dưới cùng nó có xuất hiện cái chữ bộ lọc. Anh chị bấm vào bộ lọc. Trong bộ lọc này nó có rất là nhiều mục. Ở trên cùng nó sẽ có hàng chữ tiếng Anh, thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều bộ lọc luôn. Anh chị khi mà anh chị chọn bộ lọc, anh chị chọn vô những cái tấm hình này nè, thì cái hình ở trên đây nó sẽ thay đổi. Anh chị lưu ý, khi anh chị chọn bộ lọc thì tất cả hình ở trên đây thay đổi. Anh chị mặc định chọn một cái bộ lọc nào đó phù hợp với tấm hình anh chị chỉnh sửa, nó sẽ cho ra một cái bức ảnh đẹp hơn. Chẳng hạn như bức ảnh này. Bây giờ em bấm lưu. Khi mà tấm ảnh bộ lọc á, thì anh chị sẽ thấy là nó sẽ đẹp hơn nha anh chị. Đây là tấm ảnh bộ lọc. Còn đây là nó không có bộ lọc nè. Đây là tấm ảnh bình thường. Tấm ảnh bình thường đã rất đẹp rồi. Nhưng nếu như anh chị chọn vào trong bộ lọc, tấm ảnh nó càng đẹp và càng rực rỡ hơn nữa. Những anh chị cô chú nào mà lớn tuổi một xíu á, thì khi mà anh chị chỉnh sửa bằng cái cách sử dụng bộ lọc này á, anh chị sẽ thấy là mình trẻ ra được 5-10 tuổi. Và mình sẽ dùng những cái tấm ảnh đấy, mình lồng nhạc hoặc là mình chia sẻ với bạn bè, hoặc là mình làm hình nền trên video, hình nền trên Facebook, TikTok, hay là hình nền trên Zalo gì đó, thì nó cho ra một cái bức ảnh rất đẹp, sẽ gây ấn tượng rất mạnh cho người xem. Một cái lưu ý nữa là anh chị có thể ghép nhiều tấm ảnh anh chị vào ở trong một cái phong cảnh nha anh chị. Và đây là một ví dụ. Đây là một ví dụ, thì ví dụ như em chọn một ứng dụng 2bit nè. Thì bây giờ em sẽ quay lại từ đầu. Em bấm vào chữ nhập. Sau đó thì em chọn tách nền thêm một người nữa. Bây giờ em sẽ tách nền cái cô gái này. Khi mà em chọn vào tấm hình em cần tách nền, thì ở dưới cùng anh chị kéo qua, anh chị bấm vào chữ tách nền. Sau đó anh chị bấm tự động chọn. Bây giờ anh chị tích để chọn, nó đã bôi xanh rồi, mình tích để chọn. Và sau đó thì mình bấm lưu. Bây giờ lưu xong rồi thì anh chị làm như sau. Ví dụ như ở đây có cái chữ nhập thì mình bấm vào. Lúc này mình chọn một cái cảnh đẹp để mình ghép ảnh, thì đây anh chị chọn một cái tấm ảnh bờ biển này chẳng hạn. Lúc này thì ở dưới cùng bên phải nè, mình kéo từ bên phải qua bên trái, thì anh chị bấm vào chữ nhập ảnh. Ở đây thì anh chị có thể là nhập một cái tấm ảnh đầu tiên trước. Anh chị tìm một cái tấm ảnh mà anh chị đã tách nền sẵn, anh chị nhập vào. Em sẽ chọn hình cô gái đội nón trước. Sau đó thì ở dưới cùng bên phải em tích. Lúc này thì em chọn cô này ở ngay trên bầu trời luôn. Sau đó em bấm ra khoảng trống của màn hình, cho cái hình này nó mắc cái ô vuông. Chọn ra khoảng trống. Ở dưới cùng anh chị lại kéo từ phải qua trái. Anh chị lại chọn vào trong mục nhập ảnh. Anh chị chọn tiếp một cái bức ảnh thứ hai. Anh chị chọn cái ảnh nào cũng được, thì anh chị chọn tiếp một cái bức ảnh thứ hai. Sau đó anh chị bấm vào dấu tích ở dưới cùng bên phải. Lúc này là anh chị sẽ được hai ảnh
anh chị có thể zoom tấm ảnh này lên để cho phù hợp với cái kích thước ở đây. Còn nếu như mà anh chị không thấy phù hợp, anh chị có thể bấm xóa nó bằng cách bấm vào dấu X ở đây. Sau đó anh chị lại bấm vào ra ngoài. Sau đó anh chị bấm nhập ảnh lại. Lúc này là anh chị nhập lại ảnh nha anh chị. Anh chị nhập lại một tấm ảnh và anh chị chọn. Sau đó thì anh chị có thể đãi ở đây. Thì anh chị, đây là một cái ví dụ, và anh chị có thể căn chỉnh hai bức ảnh này sao cho phù hợp. Anh chị lưu ý là anh chị có thể chỉnh, căn chỉnh cái bức ảnh này sao cho phù hợp. Anh chị để nghiêng, để xéo gì cũng được, anh chị kéo lên trên góc. Lúc này thì anh chị bấm lưu, anh chị sẽ thấy có một cái bức ảnh bên trong có tới hai cái hình người cực đẹp luôn. Đây một cái, đây một cái. Anh chị có thể áp dụng cách này bằng cách là anh chị ghép nhiều người vào trong một bức ảnh rất là tiện lợi. Một cái mẹo cực hay nữa là khi mà anh chị nhập một cái tấm ảnh phong cảnh vào. Bây giờ em sẽ ví dụ cho anh chị một cái tấm ảnh phong cảnh như sau. Anh chị nhập một cái tấm ảnh phong cảnh vào thì cái hình này á, nó chưa phù hợp để anh chị ghép ảnh, thì anh chị có thể là bấm vào trong cái mục điều chỉnh. Ở dưới này nó có cái chữ điều chỉnh ở đây. Khi mà bấm vô cái chữ điều chỉnh á, anh chị có thể tăng độ sáng cho nó. Ở đây nó có cái chữ độ sáng, anh chị có thể tăng độ sáng nè. Đây là cái cách tăng độ sáng cho bức ảnh. Còn nếu như anh chị không tăng độ sáng á, thì ở đây á, nó sẽ có một cái mục cắt. Ở đây nó sẽ có cái chữ cắt hiện ra. Bây giờ thì mình bấm vô cái chữ cắt. Cái tỷ lệ ảnh này anh chị, nếu như anh chị cảm thấy không phù hợp, anh chị có thể chỉnh những cái tỷ lệ như là 4:3 nè, 3:4 nè, hay là 3:2, 2:3, vân vân, hoặc là 16:9, hoặc là 9:16, vân vân. Khi mà anh chị chọn được một cái khung phù hợp thì anh chị bấm vào dấu tích ở đây. Cái lúc này thì cái phù hợp nó đã phù hợp quá rồi. Thì bây giờ anh chị tìm một cái hình, chẳng hạn như là anh chị nhập ảnh nè, anh chị nhập hình cô gái đứng vào, anh chị chọn. Cái lúc này á, thì cái hình nó đứng cao như thế này, thì mình zoom cái cô gái này ra, cao ra, thì mình mới cảm giác là cái bức hình này á, nó phù hợp với cái tấm ảnh này. Sau đó thì anh chị bấm lưu. Lúc này á, thì anh chị sẽ ghép những cái khung hình. Với những cái khung hình mà có cái chiều cao rất là cao thì anh chị phải chọn cái tỷ lệ khung hình, anh chị ghép cho phù hợp. Khi mà ghép như thế này á, thì nói thật anh chị là không ai biết anh chị ghép. Anh chị ghép xong anh chị cảm thấy nó chuyên nghiệp như là một nhiếp ảnh gia, hoặc là như là một kỹ thuật viên Photoshop luôn. Anh chị làm như thế này là không phát hiện ra luôn. Nó rất là đẹp. Và cái độ hoàn thiện, tỉ mỉ, sắc nét lên đến 99%. Ở trong một cái bức ảnh như thế này, nếu như mà anh chị chỉnh xong mà anh chị cần một cái độ chuyên nghiệp hơn thì anh chị nên nhớ là anh chị sử dụng bộ lọc. Nghĩa là khi mà anh chị chọn vào đây thì ở đây, ở dưới này nó có cái bộ lọc. Ở cái bộ lọc này nó sẽ cho ra rất là nhiều kiểu ảnh sống động khác nhau. Ở trên đây nó sẽ có rất là nhiều cái bộ lọc khác nhau để cho anh chị chọn. Khi mà anh chị chọn rồi, anh chị sẽ thấy là bộ lọc này nó vô cùng tuyệt vời. Thật sự là nó sẽ cho ra những cái bức ảnh vô cùng đẹp. Chẳng hạn như cái bức này, anh chị thấy nè, nó sẽ có những cái bộ lọc ảnh rất là đẹp luôn. Khi mà anh chị chọn được một cái bộ lọc ưng ý rồi á, thì cái việc mà anh chị lưu lại thì hết sức là đơn giản. Anh chị chỉ cần bấm ở đây anh chị lưu là xong. Bây giờ thì em sẽ cho anh chị xem một cái tấm ảnh. Đây là cái tấm ảnh em sử dụng bộ lọc. Còn cái tấm ảnh này á, là chưa sử dụng bộ lọc. Đối với cái tấm ảnh sử dụng bộ lọc như thế này á, thì nó cực kỳ đẹp nha anh chị. Quá đẹp. Tấm ảnh này là nó đã đẹp rồi. Nhưng nếu như anh chị biết sử dụng bộ lọc cho phù hợp với cái bức ảnh mà anh chị sửa thì nó càng đẹp hơn nữa. Và đây là một trong những cái cách chỉnh sửa ảnh cực kỳ tuyệt vời. Anh chị không có tốn tiền để mua ứng dụng, và anh chị sử dụng ứng dụng này không có quảng cáo. Anh chị thấy là cái ứng dụng này đâu có quảng cáo, anh chị xài miễn phí rất là sướng luôn. Và video đến đây là hết. Nếu anh chị nào thấy hay
nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em sẽ thường xuyên ra những cái video cũng như là tìm kiếm những cái app cực kỳ hữu ích giúp cho anh chị sử dụng một cách vô cùng sướng và tuyệt vời trên chiếc điện thoại của mình. Hẹn gặp lại quý khách, quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc tất cả quý khán giả một ngày thật tốt lành.